Bạn lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô màu, những chọn loại màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Cố gắng kiếm tiền. Ảnh. Cố gắng kiếm tiền xong rồi mua lên kênh YouTube. Mua lên kênh mấy Để triệu sau mình tự làm ơ. Nghĩ là ý tưởng vlog cái này nọ. Giờ chắc chỉ có vlog của còn cái gì nữa đâu. thế thôi Thế review đồ ăn đi anh nhỉ. Ăn nó béo mẹ người đi. mua kênh nhập sẽ biết đi sang các kiểu có thể thôi để làm để mình kiếm tiền để mình làm để mình về ví mình đừng bỏ anh kiên dạy em sao lại thành ở hú mẹ em đi với anh không nhỉ. Hai anh em mình lại bắt tay vào công việc nhỉ. chiếc mắt kiếm lấy độ 1 triệu đã một một kênh xong mới làm được là mua mẹ Chứ giờ anh nghĩ này thì anh làm đi làm cái gì trước? chưa nghĩ ra làm cái gì mẹ thông báo mẹ thì chưa nghĩ ra là làm cái gì tôi làm cái tháng nghề thì đã Ô là anh gia hạn là anh. chơi vài Ô thế là anh gia hạn đấy. làm cái tháng này còn mới bữa rồi Là anh gia hạn nó để gia hạn nghỉ là anh nghỉ hẳn luôn ta hạn rồi anh nghỉ hẳn luôn nghỉ đứt luôn này tưởng này sẽ có cái gia hạn nhé em tưởng là kiểu như là anh chỉ làm cái thằng này thôi chứ anh nghĩ chứ kiểu nói thế giờ chả có cầu à cửa cái này này khó gặp à cửa quá cái đồ mèo cứ bùa mình kìa các bạn chờ mình tí nhé mình sẽ báo thù rồi mình đang vào công việc này em cứ buồn mình nè à. Mày chán sống rồi các bạn lúc có tiền mới tự tin yêu được em ạ bây giờ không có tiền yêu cũng ngại yêu được. Mày thằng này nó dám trêu người mình các bạn ạ để mình báo thù để mình báo thù và anh xin lỗi đã chẳng bên cạnh em nữa rồi rồi nước mắt hề vẫn nở nụ cười cho dù cho có lẽ anh và em sẽ nhớ thật ra đôi ta đã chẳng của anh chẳng bình Mẹ lại cứ buồn mày nghe mẹ chó này yêu là như thế đây rồi mẹ mua với ai xong rồi vẫn bật lên xong rồi xong chặn rồi nó bật lên cái xong chặn rồi vừa vừa nên nghe xong nhận luôn à đủ mẹ lại cần phải lo có vợ thế này cái này cứ lâu thôi yêu đến khi tàn hồn
phải quên đi. Mà tình em sẽ mẹ tớ quá có phải. Như vậy video mình kết thúc đây nha bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô mò sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Ở chỗ này mang cả đá sang bên trong bánh không? Trốn nghe đông anh đây bắt trải nhưng mà sao con xà con người ấy chọn bố ta bố anh đấy bố anh ngồi uống bia mới chú đấy luôn lắm chú có mang đây chị liền đây chú thôi chú chị quen dây rồi nó lồn cô nhà cho cô bảy đỏ đất xuống bắt đánh đánh chấm so xóm báo công an cái đẹp bà cái đùa bố mày cái đi nói thế nào đấy nói là kiểu cho đỏ cái gì xuống so xóm anh bà báo công an cái đi máu vậy luôn đưa cái gì sợ biết đâu. Không sao. Tình yêu anh tràn cho em. Tìm cái nghĩa mới. Anh mặc quần áo con gì rồi con chịu chết đấy. Ok rồi. Ok lắm đi. Kia đang người kia kìa. Một nắm. Một nắm đã tại. 4 giờ rồi. Vậy là mình đã tô màu xong nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Ok. Mạnh đang nghe nhạc hề. Mẹ là mình nghe nhạc tình yêu hơn chiêu đẹp. Rồi, vào việc nha bạn nè. Bướm đen. Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào. Bận như giờ thấy em bồi hồi vì như anh cho đi yêu em. Mọi người xung quanh từng nói về em chẳng như anh nghĩ. Bỏ qua quá thôi dù đúng hay sai. Trên thế giới này chẳng còn lại một người như em. Anh chẳng thể là người yêu em. Vì đến đây nói nhớ dẫu thế nào anh sẽ chẳng bỏ để bỏ anh trong.
Chứ có mua không? Vậy là mình nhắn tôi màu xong. Nhớ các bạn đăng ký cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn.